Hello, xin chào tất cả mọi người. Chi, xin chào cô chú thôi Chi. Ôi, khỏi lén khỉ rồi, khỏi mặt nó xạo kìa. Sáng nay cả gia đình Chi sẽ đi chợ Việt Nam để mua đồ ăn mọi người. Bây giờ cũng gần Tết thì mình đi xem có cái gì mình mua được không nha. Rồi, Chi xin chào ông bà cô chú ơi. Chi chào ông bà cô chú. Chi đi đâu đây? Chi nói ông bà cô chú nghe coi. Holiday. Holiday gì? Đi shopping. Đi chợ. Đã tới Manchester rồi nè mọi người. Đừng để mẹ nói chuyện cái. À, mình đã tới Manchester rồi nè các bạn. Đi shopping ở Manchester. Tới rồi nè mọi người. Cái quán thấy cái chữ Việt Nam không? Quê hương Việt ở bên kia. Có hai cái tiệm Việt Nam kế bên luôn. Ở đây là cái Vietnamese. Bên kia là quê hương Việt. Mỗi cái tiệm này đều có quán phở hết các bạn. Mà mình đi ăn phở nha mọi người. Có muốn cái nào? Có một ly sữa đậu nành nóng nè mọi người. Lâu lắm rồi mình không có uống sữa đậu nành nóng, rất là ngon nè. Anh Chi nãy giờ anh Chi phá đũa nè. Chưa? Ba cái cuốn. Ai cũng đi chợ ăn cơm vậy. Ngon. Nè. Mẹ thích khó. Chắc là tôm chấm với cái tương. Ai chị? Không muốn ăn nồi được thơm. Ở bự lắm rồi nè. Bự. Em nhận nó. No, it's only 125 quid. Yeah. Very, very big. Wow. See, I wonder where they come from. Canadian lobsters, huh? Daddy, I found that one to mommy, the giant one. Yeah, they're big, aren't they, babe? Wow, I've never seen one as big as that. Yeah, Jay. What's that a crab? That one doll is so. Eat all the big crabs. Daddy, look, that one's moving. We're all moving, babe. Yeah. Giant one is hungry. Yeah. Oh, have you seen this, have you? I got a shrimp and a clam. You got everything you want. Hôm nay ba Chi Chi sẽ vào bếp làm món mì ống nè cô chú. Mình có thịt bò xay, mình nêm nếm theo cái vị ăn của mình á. À, Kim chỉ cho hạt niêm và tiêu thôi. Và trộn đều thì mình vò viên lại cho vào lò nướng. Hôm nay sẽ làm hai món mì ống luôn cô chú. Một món là mì ống sốt kem cho Kim và Chi Chi. Còn một món là mì ống sốt cà chua cho ba của Chi. How many meatballs do you want? To go in there with your sauce. Six. Bop, bop, bop. Bop, bop. Thịt đã nướng xong rồi nè các bạn.
Cái sốt kem này mình mua sẵn ở siêu thị đó, người ta đã làm sẵn rồi. Xong rồi bây giờ mình về mình làm nóng lên thôi và cho mì ống vào là ăn. Way too hard. Rồi đi ngủ nè con nè. Đi qua đây. Dừng chi đâu? You don't want to see you now, look. Mày xạo ghê á. No. Ôi, I'm nhanh lên. I'm going downstairs to brush my teeth, okay? Rồi, đi lên giường, leo lên. Bật cái đèn lên coi đây. Bữa nay chị ngủ trong cái lều rồi cô chú. Mẹ, daddy got the blanket over my back. Mẹ nói làm sao? Cho nên là cho chị hai cái mền. Là mẹ nó dặn là để cái mền này ở trên này mà. Daddy want me to do it. Rồi, con leo vô. Do you want me to put this blanket over that? Rồi, leo vô đi. My blanket. Okay, yeah. Rồi, nằm ngay lại mày đắp mền cho. Kéo áo xuống. Trời ơi, mặc hai cái áo luôn. Một cái mền. Hai cái mền. Cái mền, hai cái mền. Một, hai. Đúng rồi. Rồi, thêm cái này nữa hả? Ừ. Cái mền có bé tẹo chi nè. Ba. Cái mền này đâu có ấm gì đâu. Cái mền nó chơi tối ngày. Mẹ mới giặt là thơm phức luôn. Một. Thơm á. Hai. Ba. Đúng rồi. Rồi con ngủ đi. You put the other light on. Chột chột. Chột chột nữa hả? Trời ơi. Cái gì chột chột ôm ôm gà lố tai nữa hả? Trời. Nè con chúc ông bà cô chú ngủ ngon đi. Thôi thôi cái mặt tự nhiên nở một bụng. Chụt chụt coi.
Rồi chị ngủ ngon nha. Anh chị ngủ yên. Rồi. Bye. Bye.